Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh về một hai con kiến đang thao một miếng bánh các bạn nhé. Và các bạn cùng mình theo dõi hết video để biết cách mình tô màu cho bức tranh này nha. Và đây là hình ảnh bức tranh về hai con kiến đang thao một miếng bánh nhé. Và mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút sáp màu để hoàn thành cho cái bức tranh của mình ngày hôm nay. Mình sẽ sử dụng đến màu cam vàng để tô cho cái phần chiếc bánh mọi người nhé. Và mình sẽ tô lần lượt cho hết cái phần chiếc bánh của mình các bạn nhé, với màu sắc đó là màu cam vàng. Chỉ vào cuối tuần với liên hoan. Thì thế cuối tuần mọi người bận hết, em đi rồi nên là em đi rồi. Để nhìn cho liên hoan xong mà lại liên hoan em đi rồi. Tiếp theo mình sẽ tô xe lá thì những chiếc lá này nhá. Và mình tiếp tục rồi mình sẽ tô đến hết phần phần miếng bánh của mình nữa này, với màu sắc là màu vàng cam. Đây là hình ảnh hai con kiến tha mồi nha các bạn. Và về hình ảnh hai con kiến thì mình sẽ tô màu nâu đậm các bạn nhé. Mình sẽ tô phần càng trước. Và mình sẽ tô đến phần đuôi của con kiến các bạn nhé. Tiếp tục thì mình sẽ tô đến đến cái phần cái càng của con kiến thứ hai nha mọi người. Mình sẽ tô đến phần đầu này. Đến phần chân.
mọi người có thấy một cái nã hoa mình đã tô màu với rất nhiều bông hoa khác nhau rất là xinh nhá, với nhiều màu sắc khác nhau rất là đa dạng luôn. Và chúng ta có thể tham khảo cho cái mẫu tô màu này của mình. Và tiếp tục thì mình sẽ tô đến cái phần tiếp nhé. Mình tô màu sau này, chúng ta có thể tham khảo cái mẫu tô màu này của mình nhé các bạn. Và mình đã hoàn thành xong các bức tranh hình ảnh về hai con kiến đang tha mồ rồi các bạn nha. Và đây là sản phẩm của mình các bạn nhé. Và như các bạn có thấy thì ở trên tay của mình là bức tranh rất là xinh các bạn này, hình ảnh với hai con kiến đang tha mồi và đã được mình hoàn thành bởi hai phân loại màu sắc. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu được của mình để hoàn thành cho bức tranh này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Fourth grade will forever be the year I had.